giận quá. Ồ, đẹp chưa? Rất là ngon. Rất là ngon luôn. Tuyệt vời luôn hả? À. Nè, chung là cơm chiên này của bé là số 1. Là con thích ăn chay. Chiên mắm ruốc, món này nhà hàng thường bán, các bạn có đi ăn nhà hàng thường các bạn cũng biết. Giờ cô bé chỗ tài thử nha. Cô bé xin giới thiệu nguyên liệu cho các bạn biết, các bạn sẽ bắt tay vô làm với cô bé đi, cái món này rất là ngon luôn. Một cái củ cải đỏ nhỏ khoảng một không tới 100 gram, chớ không cay để mình làm tạo ra cái màu cho nó đẹp. Mà miếng đậu que thì khoảng chừng 100 gram rồi. Rồi đây là cô bé có một miếng quế, để sau mình chiên cơm mình cắt vô cho nó tạo ra cái cơm nó đẹp mà nó thơm. Đây là mắm ruốc. Chiên cơm mắm ruốc thì đương nhiên là mình không thể nào thiếu cái mắm ruốc này. Thì cái mắm ruốc này là cô bé có bán. Nếu các bạn nào mà muốn xài, muốn làm cái món này mà không có mắm ruốc thì qua cô bé nha. Đi ra mấy cái tiệm đồ chay á cũng có bán. Ở đây là trà bông chay mà còn một hũ gì, nhưng mà cô bé chưa biết bỏ là bao nhiêu số lượng. Mắm ruốc cô bé cũng chưa biết bỏ. Một lát cô bé chọn cơm là cô bé phải bỏ bao nhiêu muỗng thì cô bé sẽ giới thiệu phần đó sau cho các bạn biết. 200 gram mà chân nấm cô bé luộc sạch, xả sạch rồi. Có 2 tép tỏi bằm nhuyễn. Nếu các bạn nào không ăn tỏi á thì có thể bỏ qua, không cần dùng tới tỏi. Cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê bột ngọt. Nấu nửa ký gạo tại nguyên khô, cô bé nấu để nguội nè các bạn. Giờ cô bé xến cho các bạn thấy nè, gạo khô nè, thấy chưa? Gạo rất là khô, rất là gời luôn. Giờ mình trộn vô mắm ruốc. Giờ mình bắt tay vô làm nha các bạn. Cái chân nấm nào bự á, cô bé chẻ làm hai ra nè cho nó ngon. Nào nhỏ cô bé khỏi chẻ. Cái nước luộc này cô bé có bỏ một miếng muối, miếng bột ngọt vô trong cái nước này. Cô bé sẽ luộc củ cải đỏ trước. Đó, còn chín củ cải đỏ cô bé bỏ đậu que vô nha, luộc luôn này nha. Nó cô bé đảo sơ thôi. Rồi cô bé sẽ bỏ vô đây 2 muỗng nha. Cô bé bóp thử rồi nó có vừa ăn chưa nha. Có 2 muỗng canh nè, cũng ít nửa hũ. 2 muỗng canh mắm ruốc trộn vào cơm. Bỏ mắm ruốc vô cơm, mình trộn cơm này cho nó đều, mà mình gan nó không có bị dính chỗ có chỗ không nha các bạn. Đó cô bé làm gì nè. Thơm luôn. Nghe mùi mắm này luôn hả? Đều ha, đều luôn, đều tươi. Cô bé đi lấy miếng hạt đều, cô bé bỏ vô nha các bạn. Mình phải dùng với các bạn rồi. Hạt dầu đều nhà cô bé sẵn nè. Giờ cô bé hứa vô một muỗng nè, lát cô bé trộn đều nè. Muỗng đủ không hả? Đúng rồi bé ơi. Đủ rồi ha. Bỏ vô cho nó có cái màu, tạo cái màu nó hơi đẹp đẹp chút nha các bạn. Đó, chỉ có một muỗng là nó lên vàng vàng rồi nè ha. Vàng vàng đó. Hồi nãy bé bỏ thêm muỗng nữa là nó dữ lắm á. Nè nhà thầy ăn cái bánh bao luôn. Cái chảo. Vậy chiên là xong rồi ha. À, bắt ăn chiên. Giờ bắt ăn chiên thôi ha. À. Bây giờ cơm xong rồi nè. Giờ cô bé bỏ dầu vô. Cô bé thử tỏi đậm xào cái chân nấm này cho nó thơm á, nó thử cái mùi á. Còn các bạn nào không ăn tỏi nhớ nha, đừng nên xào tỏi. Xào ba cây ba rô hoặc là hành tím, các bạn muốn ăn gì cào đó là không xào cũng được. Tại vì cô bé có ăn tỏi nên cô bé xào được.
tỏi vô cho nó thơm. Thử tỏi cho nó thơm. Cái mùi giống nha cho nó thơm nha. Rồi bé bỏ cái gia vị này vô luôn. Thì các bé bỏ cơm vô, các bé xào nha. Đẹp quá ha. Giờ cô bé gãi chè bông vô. Thì bé xài nửa hũ á. Mình xài vừa đúng rồi chứ mình xài nhiều cũng không ngon nữa nha. Bây giờ nó lên chưa nhiều. Ngon quá mà chưa có mình chảo nó ăn. Cũng là có mấy muỗng không đủ. Nó nói ăn có mấy muỗng không có đã gì trơn. Tại vì chớp chân ngọc chớp chân chanh. Bé út rồi nó có mấy muỗng. Bây giờ cô bé bỏ này vô nha. Bỏ quế với lại ớt. Bỏ quế với ớt nãy đó các bạn. Bá phát luôn, nó thơm quá trời thơm luôn. Bé chiên thì phải ngon rồi. Dẫn luôn ha, vô tình dẫn luôn không. Bé chiên rồi phải ngon không? Ừ. Ồ, tâm chiên ngon quá, trời nó thơm. Bây giờ xong rồi, cô bé tắt bếp. Rồi, xong, cái tô bỏ ra. Cơm chiên mình ém vô chén hoặc là tô, xong mình ướp ra cho nó đẹp nha. Chén cơm chiên hấp dẫn chưa? Thơm phức luôn. Quá ngon một cuộc tình luôn. Cứng không bị rã ra ha. Ém cho chặt vô. Lên. Bé dở ra nha các bạn. Ồ, đẹp chưa? Quá hấp dẫn cho một cuộc tình. Thất chén với bạn, nhìn thất chén là biết rồi đó. Cơm chiên sao cô Nghiên? Rất là ngon. Rất là ngon luôn. Tuyệt vời luôn hả? À. Nè, ngon. Rất là ngon. Rất là ngon các bạn ơi. Rất là vừa ăn. Trời ơi, ngon xuất sắc. Xuất sắc trong vài từ ngữ. Trời ơi, ngon quá bé ơi. Trời, món này là món ngon. Thơm. Nó thơm cái mùi mắm ruốc mà nó vừa ăn. Ngon. Cơm chiên này là cực cấm nha các bạn. Về làm thử theo công thức này của bé nha, đảm bảo rất là ngon luôn á. Ngon quá. Ngon cái liệu ơi. Cực phẩm luôn á. Đó, ống dỗ mặt này. Đừng làm cơm chiên có mặn. Nào. Ngon quá à, cái món này ngon cực kỳ luôn á. Hộp cơm á thì rời rời, dẻo dẻo, mềm mềm, hòa quyện với lại cái mùi mắm ruốc á, nó thơm cái mùi mắm á, mắm trong mắm ruốc là nó khúc tả nữa rồi, nó rất là thơm. Rồi nó bé cho chà bông vô nữa rồi thêm cái vị rất là vừa ăn luôn. Nói chung là cơm chiên này của bé là số 1. Về các bạn về làm món này đi nha. Cái này là món này đơn giản thì dễ làm, lẹ mà gọn nữa. Thì các bạn nào thích ăn món này, món này là món ở nhà hàng hay chiên này, cô bé cũng có đi nhà hàng hôm qua rồi. Nhưng mà người ta làm không, người ta làm nó không cũng như gia nhà hàng thì nó làm là mình ăn không có vừa theo cái khẩu vị của cô bé, thì cô bé ăn cũng hơi mặn mặn vừa vừa. Nhà hàng làm thì mình phải nhanh thức tương vô ăn. Hôm nay cô bé làm chọn mình rất là vừa ăn luôn. Thì các bạn nào ăn ngon nhớ like và subscribe cho hai cô cháu của bé nha. Đăng ký kênh, đăng ký kênh, bắt cái quả chuông nha. Chia sẻ nha các bạn. Thì cô bé sẽ có làm món ngon, món mới, cô bé suy nghĩ ra, cô bé sẽ chia sẻ cho các bạn. Để mình nấu cùng anh trai cho nó cũng như là nó nhẹ nhàng đi, nói tóm tắt là cho nó nhẹ nhàng, cái thân thịnh đi hay các bạn. Thì mình nhiều khi mình nghĩ là món này món kia mình nói cho có cái tên gì thôi, chứ thật tình nha là mình ăn chay mình không còn ăn bún gì nữa đâu. Có nhiều bạn nhiều khi cô bé kêu cái tên đó, cái nói ủa ăn chay sao kêu tên đó, nhưng mà thật sự ra là không phải mình nghĩ như vậy, mình chỉ biết là để phân biệt cái món ăn thôi. Tại vì món mặn có là món chay có, thành ra những người ăn chay không cần phải ngã mặn. Đó là ý là cô bé nghĩ như vậy thôi, chứ cô bé không có nghĩ gì là mặn hết. Nhưng mà có nhiều clip có một hai bạn nói tại sao ăn chay mà còn nghĩ tới món mặn ghi clip, nhưng mà không phải vậy. Sự thật là phân biệt món
là cho những người ăn chay mới, người ta nghĩ ủa món mặn có được món chay cũng có, tội gì phải ăn mặn để ăn chay sướng hơn. Đó, thành ra cô bé cái ý cô bé, cái tâm cô bé là nghĩ như vậy thôi, chứ ngoài ra cô bé không có nghĩ gì món mặn hết nha các bạn. Này cô bé cũng tâm sự cho các bạn biết luôn đó. Bức xúc, bức xúc quá, tâm sự mà. Coi như là cô bé có bán hủ tiếu chay vào buổi sáng khoảng 9:30 là cô bé dẹp rồi. Thì các bạn nào có đi ngang, số nhà cô bé là 168 đường Nguyễn Chí Nghĩa, phường 12, quận 8. Cô bé bán đổi món mỗi ngày, hủ tiếu, bánh canh cua, bún, bún bò, bún mắm, bún riêu gì có hết nha các bạn. Rồi phở, rồi bệnh viện tìm, rồi có hết. Các bạn ghé ủng hộ cô bé nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này của hai cô cháu mình nha. Nếu các bạn yêu thích hai cô cháu mình thì hãy đăng ký kênh cho hai cô cháu mình ha. Như like và subscribe nha các bạn. Để chia sẻ luôn nha các bạn. Để cho hai cô cháu mình có động lực để làm những cái món chay tiếp theo cho các bạn tham khảo nha. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tới. Chúc các bạn thành công.